kiến điện giả dân phu dân nữ dân chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Nô tỳ. Dân nữ xin chờ lệnh. Kiến điện hạ. Điện giả có gì sai bảo? Điện giả có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Giả bảo có dân nữ. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ tiểu phu. Bái kiến điện hạ. Nô tỳ. Điện hạ có gì sai bảo? Kiến điện hạ, dân nữ xin làm ngay. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin chờ lại san. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dân phu. Giả bảo san chữ. Dạ vâng. Dân phu dân đô tài. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin chờ lại. Thảo dân xin chờ lệnh. Phu nô tài. Điện hạ có gì sai bảo? Phu nô tài. Bái kiến điện nô tài. Giả bảo sai lầm. Điện hạ có gì dân hạ? Nữ xin chờ lệnh. Có dân nữ. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Dân nữ bảo ngay. Giả bảo điện hạ có gì sai bảo? Thợ sang giả bảo. Dân nữ xin làm ngay. Bái kiến điện hạ. Dân nữ xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. Giả bảo điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ đã đến. Dân nữ đơn bệnh. Dân nữ đã rõ. Thợ sang giả bảo. Dân nữ xin làm ngay. Dạ bẩm có thảo dân. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ. Dân phu. 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 Tiểu phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Giả bẩm nô tỳ. Dân nữ xin chờ lệnh. Bái
kiến điện hạ. Nô tỳ điện hạ tuân lệnh, sai bảo nữ đến ngay. Tiểu phu dạ bẩm nô tỳ. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu bái kiến điện hạ, nữ đến ngay. Dân nữ xin chờ lệnh. Dạ bẩm có dân nữ phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì dân sai bảo? Dân nữ xin làm ngay. Dân bái phu kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin chờ lệnh. Có tài. Thảo dân điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm dân nữ đã rõ. Dân phu lao dịch. Dân nữ xin lao chờ lệnh. Dạ bẩm thảo dân xin làm ngay. Bái kiến thảo dân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ. Thảo dân lĩnh ngay. Dân phu dạ bẩm có thảo dân. Dân phu điện hạ có gì sai bảo? Tiểu phu dân nữ xin chào lại. Dân nữ xin làm ngay. Dân phu lao dịch. Dân nữ điều xin chờ phu. Bái kiến điện hạ. Dạ bẩm điện hạ có gì sai bảo? Đến ngay. Bái kiến điện hạ. Dân nữ đã rõ. Điều phu dân nữ xin chờ lại. Dân phu điều phu dạ bẩm tuân mệnh. Dân nữ dân phu dân phu dân nữ xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu điều phu bái kiến điện hạ. Có gì sai bảo? Dạ bẩm có dân nữ. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân xin phục mệnh. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu bái kiến điện hạ. Dân phu có tiểu nhân điện hạ có gì sai bảo? Xin phục mệnh lệnh. Có tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Có tiểu nhân điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân đã rõ. Bái kiến điện hạ. Dân phu có tiểu nhân xin tuân lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân làm ngay. Đã rõ. Dân nữ xin chờ lệnh. Xin có tiểu nhân xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Tiểu nhân đã rõ. Sống lên. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Đã rõ. Xin tuân lệnh. Điện hạ có tiểu nhân làm ngay. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Xin phụ mệnh. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Điện hạ có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân. Tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Tiến công. Tiểu nhân đã rõ. Sống lên. Tiểu nhân làm ngay. Đã rõ. Tiến công. Tiểu nhân làm ngay. Sống lên. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có tiểu nhân. Xin chờ lệnh. Dân phu. Dân phu. Điện hạ có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ.
tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân tiểu nhân đã rõ tiến công tiểu nhân đã rõ ngay xin tuân lệnh sống lên tiểu nhân đã rõ các quân đội tiến công sống lên tiểu nhân làm ngay các quân đội xin làm ngay tiểu nhân đã rõ tiến công tiểu nhân làm ngay sống lên xin tuân lệnh các quân đội tiểu nhân làm ngay tiến công xin tuân lệnh xin phụng mệnh nhân làm ngay tiểu nhân đã rõ xin phụng mệnh tiểu nhân làm ngay rõ sống lên tiểu nhân làm ngay các quân đội tiểu nhân đã rõ sống lên tiểu nhân làm ngay các quân đội tiểu nhân đã rõ tiến công tiểu nhân đã rõ ngay sống lên tiểu nhân đã rõ các quân đội tiểu nhân tiến công tiểu nhân làm ngay đã rõ các quân đội tiến công tiểu nhân làm ngay có tiểu nhân các quân đội tiểu nhân làm ngay nhà bằng không làm ngay Ay, por favor, qué estrés. ¿Alguien se ha dado? Uf. Bueno, bastante bien. Bastante bien. Mira, eso ahí se cerraba y ya está. Estábamos bastante guay. Tenemos otros dos atrás. Estábamos bastante guay. Bueno, no. Estoy haciendo eso porque estamos hablando. Estoy sorprendiendo y diría que estoy bastante guay. A ver. Que se sale.